huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá Liên quân Việt Nam vừa bị một tổ chức bí mật bắt cóc. Tuyển Việt Nam đang vô cùng hoang mang cực độ vì không có người lãnh đạo. Trong khi đó, trận chung kết đang đến gần. Tổ chức Liên quân đã chia mạnh tay cho những ai cứu được thầy bác, gồm xe mô tô Yamaha R15, iPhone xe mô tô Yamaha, TV Sony 49 inch, iPhone XS Max, tài khoản quân tướng, Smart TV Sony 49 inch, xe đạp điện, tài khoản full ngọc, tài khoản full tướng full ngọc. Đồng thời, hứa sẽ tặng tướng và trang phục miễn phí toàn bộ server cùng với hàng loạt quà phiên bản sinh nhật Liên quân vào ngày 25 tháng 11 này. Mấy cái giải thưởng này thì chắc chắn mình không thể nào lấy nó được một mình. Còn mẹ nó, phải nhờ người giúp thôi. Thôi baby ở đây nhá, em đi xem kia một xíu. Em ngồi đây có được không? À được, được chứ, em ngồi đi. Em ngồi. Em định qua mời anh một ly. Mời em. Ơ, anh đánh rơi cái gì dưới đất kìa? Ờ, anh ơi, anh có đánh rơi gì đâu. Đây này. Đâu? Anh đánh rơi người yêu. Anh làm gì? Đã có người yêu. Anh còn đang sợ ế đây này. Không tin à? Thế để em nhặt cho anh xem nhá. Dạ. Mà em nói sao? Nói gì đâu ạ? À? Em đang sợ ế hả? Dạ đâu, không có. À ý em nói chỉ bị láng tai đúng không? Không, cũng không có ý đấy luôn à. Mấy cái vòng vàng này em đeo là của ai thế? Dạ. Đi ra đây. Nhanh lên. À, dạ. Nhìn ở đây đi. Đây ở đây có bao nhiêu cô này? Chọn con nào? Dạ hả? Đâu, chọn con nào? Không muốn chọn, con chọn đâu à? Đã làm được gì đâu à? Chưa làm gì. Mày con cãi. Đâu, thật sự. Đây thôi à? Tụi bay nghĩ sao vậy hả? Phát biểu như thế mà cũng nói được. Cả team mình đông lắm đó. Nguyên team đi vào hết. Nhà anh đang Mai Quỳnh Anh. Nước da không có đen như là biệt hiệu. Tại vì chăm chỉ xài kem đó. Nhưng mà được cái võ công rất là cái thế. Kẻ thù đụng là phế. Còn đây là Paul. Cái thằng này thuộc hàng quốc bảo nhan sắc, nam bắc dạng người mê. Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ mấy người chưa thấy trai đẹp bao giờ hả? Làm soái ca khổ lắm mấy người ơi. Xấu hình dị dạng như mấy người thì làm sao mà biết được cái nỗi khổ đó. Chúng ta còn có được CJ, có khả năng tàn hình, mắt thường không thể nhìn thấy được đâu. Nó có biệt hiệu là Đông Phương Bất Bại, em trai của Tây Phương Thất Bại đó. Mặc áo vô giùm cái đi cha. Trời ơi,
gu này không phải là của tôi đâu, khỏi kích thích tôi nha. Bây giờ là chúng ta phải giải cứu cho thầy bác ở khu Hào Sĩ Phường đó. Đặc biệt khu đó được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Bởi vậy chúng ta phải... Nãy giờ em có nghe anh nói gì không? Tập trung vô đi, nhiệm vụ rất là quan trọng đó. Khi mà chúng ta bước vào đó, chúng ta sẽ lấy hai chiếc chìa khóa ghép lại với nhau, thì chúng ta sẽ tìm ra được địa điểm để giải cứu cho thầy bác. Mặc dù cái nhiệm vụ rất là nguy hiểm và khó khăn, nhưng mà phần thưởng thì nó rất là hấp dẫn đó. Xe máy Yamaha R15. Đứa nào thích đi xe đạp điện thì đi xe đạp điện cũng được. iPhone XS Max, Smart TV Sony 49 inch, tài khoản Phùn Ngọc và tài khoản Phùn Tướng Phùn Ngọc. Tướng và trang phục miễn phí toàn server. 25 tháng 11, giải cứu ông bác và bơi trong qua. Khu Hào Sĩ Phường hiện tại đang được điều hành bởi hai tên trùm xã hội đen là Thái Vũ và Dinh Rồng. Mỗi tên đều giữ một nửa chìa khóa mà chúng ta cần để lọt được vào khu này. Chúng ta cần phải giả dạng làm dân chơi để mà trà trộn và tiếp cận chúng đó. Nhiệm vụ của Linh Ngọc Đàm là đưa mọi người tới khu Hào Sĩ Phường, sau đó theo dõi an ninh, hỗ trợ tìm tránh tất cả các camera ở khu vực này. Anh em vào vị trí hết chưa? Nhóm 1 sẽ là Bom và Quỳnh Anh trong vài dân chơi. Nhiệm vụ của hai người là tiếp cận con boss Thái Vũ. Nhóm 2 sẽ là CJ và Evin. Nhiệm vụ của bọn mày là sẽ tiếp cận căn phòng của thằng Dinh Râu, sau đó lấy nốt cái chìa khóa còn lại. Này, quên mẹ nó mất. Lần trước vào đây tôi bị thua cháy túi, vợ mà bà là bị phát hiện ngay. Thôi được rồi, CJ sẽ đi với tôi. Chúng ta sẽ đánh lạc hướng để mà Evin sẽ đi vào trước. Việc này đại ca không phải lo đâu. Đưa em. Được không vậy anh hai? Ô, sở trường của em mà. Đưa đi. Sở trường của mày là da đen đó. Đưa đi. Ô, sao nó không làm sao thế? Mày ném tao, làm sao nó bị làm sao hả anh hai? Ô, sao đại ca? Không sao đâu, tao khỏe lắm. Giải quyết lại đi. Con ra đâu rồi đại ca? CJ à, không những mày phế về kỹ năng mà mày còn biết phế luôn võ công tao đó. Cảm ơn mày rất là nhiều nha. Giờ làm như nào đại ca? Giờ dễ thôi, giờ mày rút hàng dao này ra mày ném nó. Ok. À, nó giỡn mà làm thiệt hả? Cứ làm tiếp đi, tao không sao đâu. Đường đã dọn xong, em đi vào đi. Thank you.
Alo. Ê, tìm thấy chìa khóa rồi nha. Phải lấy cho được chìa khóa bằng mọi giá. Ok, biết rồi. Ở đây có camera, Linh Ngọc Đàm xử lý giùm cái. Đã xong, vào đi. Tụi mày là ai? Tụi mày vô đây làm cái gì? Bớt nóng, em chỉ muốn hỏi là anh có bán rượu không? Mà sao đứng gần anh? Em sợ quá. Ôi. Không, không có bán gì hết á. Má mệt như này thiệt chứ. Anh mệt hả? Anh có biết vì sao anh mệt không? Không. Tại vì suốt ngày anh chỉ đi lẩn quẩn trong trái tim của em đó. Thôi đi, tao hết kiên nhẫn rồi nha. Hỏi lại một lần nữa, tụi mày vô đây làm cái gì? Đừng có nói linh ta linh tinh nữa nha. Ngoài chuyện tình yêu của hai đứa mình, em còn gì để nói nữa? Anh nghĩ ngợi cái gì vậy? Anh chỉ nghĩ về em thôi, anh đừng nghĩ cái gì khác cả. Anh chưa kịp ăn luôn đó mẹ. Ăn cái gì mà ăn, đúng là không có xíu tiền đồ nữa hết. Đại ca ơi, hình như tụi em bị lạc rồi, xin hãy cho chỉ dẫn tiếp theo. Alo, alo. Mày đâu rồi, TJ? Đáng lắm. CJ, tỉnh lên đi CJ. CJ. Yeah. Bình râu thì ra là ngày hôm nay
Hai lý ấm giác xác lên chỗ này. Nó liều lòng nghẽ với xác con mẹ nó lĩnh. Ngày hôm nay hai lý sẽ ca bài ca Xuân lầy ngộ không về á. Không sao á. Con mẹ nó. Vợ của mày là vợ Châu hả? Đại ca, để em. Đồ để con không có lỗi đức, trả mạng cho bạn tao. Chìa khóa của chúng tôi là số 11. Là biết rồi. Để kể trói ra. Để đi, người ta kể trói cho. Cứu mà cũng cho. Sao vậy trời? Nè 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 nè, từ từ. Không ổn rồi. Cái ghế của thầy đang ngồi là một cái bơm. Chỉ cần không có người ngồi thôi là nó sẽ phát nổ. Cái gì? Nguyên cái bơm hả? Trời mẹ ơi, mô Phật. Mém nữa ăn luôn đóng xẹt rồi. Quỳnh Anh, em làm gì vậy? Các người giỏi lắm. Không ngờ các người đã đi được đến bước này. Nhưng cảm ơn các người đã giúp ta thực hiện kế hoạch này thật là hoàn hảo. Ông bác là của ta. Phần thưởng thì ai cũng muốn, nhưng chủ nhân thì chỉ có một mà thôi. Em bị điên hả? Tất cả thì cũng chỉ là giải thưởng thôi đúng không? Khi xưa anh biến mất không một lý do, chỉ khi đánh hơi được mùi của giải thưởng, anh mới tìm tới tôi. Để rồi khi xong xuôi hết mọi việc, anh lại bỏ rơi tôi nữa đúng không? Tại sao mày dám phản bội mọi người? Hả? Quỳnh Anh, em làm gì vậy? Không phải là chúng ta cùng một đội hả? Em không nhớ những lúc mà hả, cả đội chúng ta cùng thực hiện nhiệm vụ hả? Vậy là em đứng sau tất cả những chuyện này. Tại sao em lại phản bội tôi? Anh im đi! Ai mới là kẻ phản bội? Ai mới là người bỏ rơi tôi? Chấp nhận thua cuộc đi Chris à. Từ nay thì không cần bất cứ một đội giải cứu nào nữa. Và anh thì không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình nữa đâu. Mày ổn không vậy? Tụi mình phải cứu lấy thầy Phát. Mau dìu tao đến thế chỗ mấy đi.
rồi mọi người hãy thoát ra khỏi đây. Mày điên hả? Làm vậy mày sẽ chết đó. Đừng nói nhiều nữa, nhanh lên đi. Mày có chắc không? Tao chắc mà. Bảo lẽ cha bơm kích hoạt rồi. Mày đi luôn đi. Nếu mà tao đi, quả bơm sẽ còn nổ nhanh hơn nữa. Mau đưa thầy bác đi đi. Nhanh lên, nhanh lên đi, bằng không tất cả sẽ chết. Đi thầy. Anh có biết tại sao tôi lại làm những điều này không? Khi xưa anh đến bên tôi, gần gũi tôi, gieo cho tôi những hy vọng về hạnh phúc ở cái nghề đầy khổ sở này, rồi anh bỏ rơi tôi theo những phần thưởng kia. Anh chỉ coi tôi là công cụ của anh thôi đúng không? Quỳnh Anh à, anh xin lỗi. Anh chỉ mãi lo tới công việc, anh quên đi cảm xúc của em. Nhưng mà mọi người đâu có lỗi đâu em. Hãy tha cho họ đi đi. Tha cho nghệ viên nó đi đi em. Quỳnh Anh, em hãy ra khỏi đây đi. Tất cả là lỗi do anh. Anh nhận sai hết. Tự cứu lấy bản thân mình đi. Tôi thật sự căm ghét anh. Tôi rất muốn giết chết anh. Anh muốn làm anh hùng hả? Không dễ dàng vậy đâu Chris à. Anh sẽ không chết. Cái chết thì quá nhẹ nhàng với anh rồi. Anh sẽ được sống. Sống trong đau khổ và day dứt với những gì anh đã gây ra cho người yêu thương anh. Giải cứu, tương lai của đội bóng Liên Quân Việt Nam đã được thắp lên hy vọng. Tổ chức Liên Quân đã quyết định trao thưởng vào ngày 25 tháng 1. Subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.